Xin chào mừng quý vị thính giả đang đến với ODB Podcast ngày hôm nay. Và mình là Ngọc Tuệ, rất vui khi được đồng hành cùng quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, trong tập podcast lần này thì chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau khám phá thật là nhiều chủ đề mới, trải dài ở nhiều độ tuổi, gần gũi hơn, thực tế hơn và đặc biệt là ở mỗi tập thì chúng ta sẽ được trò chuyện với một vị khách mời đặc biệt để qua đó chúng ta có thể tìm thấy chính mình trong những cuộc trò chuyện của họ và bắt đầu tìm kiếm câu trả lời cho chính mình. Và trong tập podcast lần này, chúng ta sẽ được trò chuyện với một vị khách mời mới. Và vị khách mời mới này sẽ đem đến cho chúng ta những câu chuyện và thông điệp gì đây? Chúng ta hãy cùng lắng nghe nhé! Còn bây giờ hãy cùng chào đón khách mời đặc biệt ngày hôm nay, chị Loan Anh! Xin chào quý thính giả, mình là Loan Anh, rất vui được đồng hành với quý vị trong podcast hôm nay. Chào em Ngọc Tuệ. Dạ, em chào chị Loan Anh, rất là vui khi ngày hôm nay chị đã nhận lời mời của ODB đến đây để cùng có buổi trò chuyện thân mật cùng quý vị thính giả và em trong podcast lần này. Và như thường lệ thì mỗi vị khách mời đến đây em đều phải có một thử thách dành cho vị khách mời này. Và nếu vượt qua thì chúng ta sẽ mới đến phần tiếp theo được. Không biết là chị có sẵn sàng tham gia cái thử thách này không ạ? Chị không biết trước là mình phải có thử thách luôn á. Nhưng mà ok thôi, thì chúng ta sẽ cùng tham gia thử thách này ha. Dạ vâng. Trò chơi của chị rất là đơn giản. Trò chơi có tên là A hay B. Có nghĩa là em sẽ đưa ra một tình huống, và tình huống này là một tình huống giả định thôi. Và em sẽ có hai đáp án A và B. Chị sẽ nhanh chóng chọn ra đáp án mà nếu như chị ở trong trường hợp đó, chị sẽ làm như vậy. Trò chơi rất là đơn giản đúng không? Không biết là chị đã hiểu cái luật chơi chưa ạ? Ok, chị hiểu rồi. Dạ rồi, bây giờ trò chơi sẽ bắt đầu nha. Câu hỏi đầu tiên, khi có một người nào đó nói một điều sai về chị cho nhiều người khác nghe thì chị sẽ làm gì? A. Tìm mọi cách để biện minh. B. Im lặng để thời gian trả lời. A hay B thì đều sẽ khó cho chị để chọn á, cho nên thôi mình bỏ qua câu này được không em? Ok, dạ rồi. Ok, vậy thì mình sẽ bỏ qua câu số 1 và đến với câu số 2. Khi bất đồng quan điểm với đồng nghiệp trong cuộc họp, chị sẽ làm gì? A. Tiếp tục giữ quan điểm của mình và thuyết phục họ đến cùng. B. Vẫn giữ cái quan điểm của mình nhưng mà khi số đông không đồng tình nữa thì sẽ dừng lại và theo số đông. Câu này thì chắc là chị sẽ nghiêng về đáp án A nhiều hơn. Vậy là tính cách của chị rất là mạnh mẽ đúng không? Có nghĩa là thuyết phục cho đến cùng. Và vừa rồi là những câu hỏi nhỏ để mà em và quý vị thính giả cũng có thể hiểu thêm về chị Loan Anh hơn. Mà thật ra khi mà em đặt những câu hỏi này thì cũng là có ý đồ á. Bởi vì chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn luận về cái chủ đề có tên là để những xung đột không còn là nỗi lo. Mà em có một thắc mắc nha. Có nghĩa là khi nãy em có câu hỏi số 1 là khi có một người nói xấu, nói sai về chị cho nhiều người khác á, thì chị sẽ làm gì? Và chị đã chọn cái câu trả lời là không phải A và B. Vậy thì đáp án của chị là gì cho câu hỏi này ạ? Thật ra thì để trả lời cho câu hỏi đó, chị sẽ cần phải làm rõ là người ta nói cái điều đó, nói sai về chị nhưng mà cho nhiều người khác nghe, thì cái người khác này là ai? Và cái người nói đó là ai nữa? Nếu như mà cái người nói đó là một cái người nào đó xa lạ, không quen biết với mình, người ta cũng không biết gì về mình, thì mình chẳng cần phải quan tâm để làm gì, cũng chẳng cần phải biện minh, cũng chẳng cần phải chờ thời gian trả lời đâu. Tại vì chuyện đó nó không liên quan tới mình lắm. Còn nếu như mà cái người khác, người mà nghe là cái người thật sự quan trọng với chị, thì chị sẽ phải làm rõ vấn đề đó, tại sao họ lại nói như vậy. Và hoặc nếu như mà trong một cái tình huống nào đó thì cái chuyện đó nó yêu cầu mình phải chờ thời gian trả lời. Nó tùy thuộc vào cái đó, người nói, người nghe và mình nữa, thì chị sẽ phải chờ thời gian trả lời. Nó sẽ linh hoạt nhiều tình huống hơn, chứ nó không phải là chỉ fix trong hai cái là phải biện minh hay là phải im lặng. Vậy là chị sẽ phải tùy thuộc vào cái người nghe, người nói và tùy thuộc vào vấn đề nữa. Em hiểu rồi. Vậy thì trong cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ bàn sâu về cái vấn đề là xung đột. Thật ra thì em thấy là trong cuộc sống của mình á, không phải là ở trong trường học đâu nha, công ty rồi gia đình, mà em nghĩ là một cơ đốc nhân á, trong hội thánh cũng sẽ rất là dễ dàng gặp những cái xung đột. Bởi vì thế ngày hôm nay em rất là mong muốn được bàn luận với chị về vấn đề này, làm sao để mà khi mà mình gặp những cái xung đột á, với lại người ngoài á, thì mình sẽ làm như thế nào, và với những cơ đốc nhân thì mình phải xử sự ra sao? Thật ra thì để bàn về xung đột á, là một cái lựa chọn rất là can đảm. Tại vì ai thường người ta cũng sẽ né tránh xung đột để mà sợ cái này sợ cái kia rồi để giữ mối quan hệ của mình. Chị thấy là cũng là một cái chủ đề khá
là hay để chúng ta cùng bàn về cái cách chúng ta sẽ xử sự như thế nào với nhau trong cuộc sống. Không chỉ là ở cơ đốc nhân hay là ở ngoài đâu, nhưng mà chị nghĩ là trong tất cả các mối quan hệ của chúng ta luôn. Vậy thì bây giờ trước tiên mình sẽ, chắc em nghĩ là chắc phải cần định nghĩa cái xung đột là gì, đúng không? Đương nhiên rồi, đầu tiên thì chúng ta cũng sẽ phải hiểu về xung đột. Mình định nghĩa xem là xung đột là cái gì để chúng ta có một cái cách nhìn chung với nhau, cùng một cái góc nhìn về xung đột. Rồi sau đó thì mình mới đi tới cái chuyện là chúng ta sẽ bàn về cái cách giải quyết xung đột như thế nào trong các mối quan hệ ha. Thật ra thì định nghĩa về xung đột nó có rất là nhiều cái định nghĩa khác nhau. Có một cái ông giáo sư ở Đại học Western Kentucky, ông này tên là Absalu. Ông có một cái lưu ý là thật ra thì không có một cái định nghĩa duy nhất được chấp nhận trên toàn cầu về xung đột. Và lưu ý là một cuộc xung đột thì có thể chỉ giới hạn ở một cá nhân. Người đó xung đột trong chính bản thân họ, hoặc là ở nhiều cái đối tượng khác nhau, nhiều cái thông tin, nhiều cái tình cảm, suy nghĩ, cảm xúc khác nhau. Và ông liệt kê một số cái biểu hiện của cái hành vi xung đột. Nó bắt đầu bằng sự bất đồng, sau đó là mình lạm dụng, rồi mình can thiệp bằng cái lời nói nữa. Thật ra thì chị thấy xung đột nó là một cái, thật nó là một cái cuộc đấu tranh. Mình sẽ đấu tranh để mình giành cái lợi ích nè. Mình chứng minh cho cái quan điểm của mình nè, hoặc là thậm chí là một cái nguyên tắc nào đó mà mình đang theo đuổi. Và đương nhiên là nó sẽ luôn luôn được tìm thấy trong xã hội này. Nó đến từ bất kỳ cá nhân, gia đình, tổ chức, thậm chí là bất kỳ chủng tộc, giai cấp hay là đẳng cấp nào, nó cũng sẽ có xảy ra những cái xung đột đó. Ngoài ra thì cũng có một cái định nghĩa khác về xung đột được đề xuất bởi ông Michael Nicholson. Đó là một vị giáo sư về quan hệ nội bộ tại Đại học Sussex. Thì ông định nghĩa nó là một cái hoạt động diễn ra khi các sinh vật có ý thức, tức là chúng ta nè. Một cá nhân và một nhóm người, đúng không? Thì các sinh vật có ý thức này muốn thực hiện một cái hành vi mâu thuẫn lẫn nhau liên quan tới cái mong muốn của họ, liên quan tới nhu cầu hoặc là một cái nghĩa vụ nào đó. Nói chung là tóm lại thì chị thấy xung đột là một cái trạng thái tương tác giữa con người với nhau thôi. Khi mà mình có sự bất hòa hoặc là có một sự khác biệt nào đó về lợi ích, nhu cầu hoặc là một cái mục tiêu. Em hiểu rồi, cảm ơn chị Lan Anh rất là nhiều vì cái định nghĩa này. Mà tự nhiên em nhớ đến một cái câu á là ở đâu có con người là ở đó luôn luôn có sự rắc rối. tại vì mỗi người 9 người 10 ý mà, cho nên là không thể nào mà mình ở trong một môi trường mà suốt cả cuộc đời không có sự xung đột được. Ít nhất là phải có một xung đột trở lên. Cho nên là em nghĩ cái vấn đề này rất là cần thiết khi mà mình tìm hiểu về cái định nghĩa của nó. Mà Tuệ có đồng ý với chị là chúng ta con người mình dễ gây ra xung đột, nhưng mà mình lại không dễ dàng đối diện với nó, đúng không? Dạ đúng, chính xác luôn. Ngay cả em mà mỗi lần mà em gặp cái xung đột là suy nghĩ ngày đêm luôn, là không biết là mình có nên đối diện không, hay là thôi để cho nó chìm xuống lắng xuống rồi thôi, kiểu vậy đó. Kể cả nhưng mà cái xung đột đó nó đến bất ngờ với em, hoặc là cái xung đột đó em đoán trước được là sẽ có luôn, thì mình cũng sẽ cảm giác là hơi ngán ngán nó chút xíu, đúng không? Dạ đúng rồi. Mà giống như hồi nãy á, trong cái phần câu hỏi đầu giờ á, em có hỏi chị á, thì em cũng có một thắc mắc là với mỗi cái nhóm người thì mình sẽ có một cái cách giải quyết khác nhau, đúng không chị? Ví dụ như người có tính cách mạnh mẽ thì sẽ đối diện với lại cái mâu thuẫn khác, và cái người có tính cách gọi là hơi hướng nội một chút á, thì sẽ giải quyết khác. Vậy thì những cái nhóm người này á, khi mà gặp xung đột thì nên phát huy cái nào và nên kiềm chế những cái nào để cái vấn đề xung đột nó diễn ra một cách gọi là được giải quyết ổn thỏa đó. Nếu mà các bạn có đọc cái cuốn sách của Xuân Thu thì sẽ thấy chia là 4 người: linh hoạt hùng lực là nhóm D đó nè, sôi nổi hoạt bát là nhóm I, thanh thản trầm tĩnh là nhóm S, và cầu toàn ưu tư là cái nhóm nhóm C của mình đó. Thì 4 cái chữ cái này nó đại diện cho 4 cái từ tiếng Anh. D là dominance, có nghĩa là thống trị. Còn chữ I là influence, là ảnh hưởng. S thì sẽ là steadiness, là ổn định. Và C sẽ là compliance hoặc là consensusness, là nói về cái người tuân thủ hoặc là cái người tự có ý thức về bản thân mình. Thì mình sẽ nói kỹ hơn vào từng cái nhóm tính cách ha. Đối với nhóm D giống như là dominance, thống trị, như em nói lúc nãy, thì những cái người này là thiên hướng là những người lãnh đạo. Thì thật ra thì ai cũng sẽ có thể làm lãnh đạo, nhưng mà đối với cái người mà tính D này, thống trị này, thì họ sẽ là những cái người họ được xem là có tính liều lĩnh cao hơn nè. Nói chuyện với họ thì chúng ta sẽ nói chuyện thẳng thắn hơn. Họ là những người quyết đoán, họ cần thông tin, họ cần dữ liệu, họ cần những cái
yếu tố xung quanh họ để họ đưa ra quyết định, và rất là dứt khoát, rất là rõ ràng. Yeah. Và cái nhược điểm của cái người nhóm tính người thống trị lãnh đạo này nè, thì họ cũng là một cái người rất là thiếu cái sự kiên nhẫn và thiếu sự nhạy cảm. Yeah. Tại vì họ sống nhanh quá. Đúng rồi, họ nhanh quá. Nhanh quá. Họ ra quyết định, họ quyết liệt quá. Yeah. Cho nên là đôi khi họ sẽ bỏ qua cảm xúc của người khác. Họ hay nói những cái câu như là bây giờ em khóc để làm gì, em khóc cũng đâu có giải quyết được vấn đề đâu. Nghe mà đau lòng. Đúng không? Em có bao giờ gặp những tình huống như vậy dạ chưa? Dạ có. Tại vì Chúa tạo ra họ như vậy, phong cách của họ là thẳng thắn, họ đòi hỏi phải giải quyết cho xong cái việc đó, giải quyết không xong là họ không có chịu được. Cho nên là họ hay bỏ qua những cái cảm xúc của người khác, họ không quan tâm tới con người. Và nếu như mà để mà nói chuyện với những người đó mà có trọng lượng mà họ chịu nghe mình á, thì mình tránh nói vòng vo. Hãy để cho họ là cái người kiểm soát cái cuộc nói chuyện. Và mình nói chuyện với họ một cách ngắn gọn, xúc tích, đi thẳng vào vấn đề, không có nói vòng vo gì cả. Và mình cũng phải cho họ biết là mình muốn cái gì. Mình cho họ thấy là mình tôn trọng họ, để cho họ là cái người đang dẫn dắt cái cuộc hội thoại này, và không có lãng phí thời gian, thì sẽ dễ dàng hơn để mà đi thẳng vào vấn đề và giải quyết xung đột với những cái nhóm người, nhóm đi thống trị như vậy. Dạ đúng rồi. Rồi hai cái người đi với nhau em gặp chưa? Hai cái người mà đều có tính mạnh mẽ thống trị, nói chuyện với nhau xung đột, thì em thấy những chuyện gì có thể xảy ra? Em nghĩ là hai người đi mà gặp nhau á, xung đột là chỉ có đánh nhau liền thôi, chứ không có thời gian mà để mà ngồi mà giải thích từ từ đó. Nhìn như là muốn ăn tươi nuốt sống. Dạ đúng rồi. Có những tình huống chị thấy trong công ty rồi, hai người đi nói chuyện với nhau, ai cũng lớn tiếng hết, ai cũng nói rất nhanh và rất lớn tiếng, sau đó là đập đồ, quăng đồ tùm lum, rồi xong rồi có người đóng cửa đập cái rầm bỏ ra ngoài. Đó là chuyện thường thấy ở những cái người mà nóng tính hay gặp gỡ nhau như vậy. Vậy thì với những cái người này thì chị có lời khuyên gì cho họ không? Đối diện với lại xung đột với những cái nhóm người khác. Cho người đi á hả? Dạ. Thật sự là nếu như là người đi á thì các bạn quá nhanh, cho nên là các bạn hãy chậm lại. Các bạn hãy chậm lại, không phải một nhịp nữa mà là ba nhịp. Ba để nhịp. Những người khác có thể theo kịp các bạn. Các bạn phải tự ý thức được là mình là cái người như vậy và có những cái người khác mình. Cho nên mình đừng có tôi là như vậy, tôi phải là như vậy, phải điều chỉnh mình lại, mình chậm lại một nhịp. Rồi mình để ý cảm xúc của những người xung quanh. Vì cái điểm của người đi là thường rất là hay bỏ qua cảm xúc và cái cảm nhận của người khác. Hãy quan sát để thấy là những người xung quanh mình họ có đang ở đó với mình không, hay là họ đang áp lực quá, họ đang sợ quá, họ đang trốn đi đâu mất lùi tiêu rồi. Cho nên là các bạn sẽ phải chậm lại và quan tâm tới người xung quanh nhiều hơn một chút. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với người kế tiếp, đó là tính ai? Tính ai là nhóm người sôi nổi hoạt bát ha. Hồi nãy chúng ta cũng đã nói đây sẽ là những cái nhóm người mà hướng ngoại rất là nhiều đúng không? Những người mà thích ra được khen nè, những người nói chuyện nhiều, hay chúng ta hay nói vui là chuyện gì mà nói cho các bạn đâu biết là cả thế giới biết. Áp lực quá. Thật ra thì đó cũng là một cái điểm tốt mà người ai họ có thể dùng để họ kết nối tất cả mọi người và quan tâm mọi người lẫn nhau rất là nhiều, tạo ra những cái ảnh hưởng rất là tốt trong cộng đồng của mình. Nhưng mà khi mà bạn giao tiếp với một người có cái tính ai cao như vậy, một người sôi nổi hoạt bát như vậy, thì bạn hãy chuẩn bị tinh thần cho một cái cuộc nói chuyện thật là cởi mở. Mình chia sẻ càng nhiều thông tin càng tốt nè. Rồi phải có được một cái bầu không khí khá là thân thiện, để mà người đó có thể an toàn mà chia sẻ những cái câu chuyện, những cái quan điểm với mình. Nếu như mà trong một cái môi trường xung đột đi, thì cái người này mà thấy cái bầu không khí đó không thân thiện thì cũng sẽ hơi khó, cảm xúc nó sẽ lên cao chút xíu. Rồi cái này thì khó nhất nè, trong cái lúc mà xung đột á, rất là khó để có thể khen người đó. Nhưng mà nếu được thì sau khi các bạn giải quyết xung đột xong, bạn hãy dành một vài lời khen tặng cho những cái nhóm người, nhóm ai này. Vì họ thích được công nhận, họ thích được người khác chấp nhận mình. Họ sợ bị người khác bỏ rơi hay chối từ mình lắm. Cho nên là có thể trong lúc xung đột thì bạn không khen được đâu. Nhưng mà sau khi mà mình xung đột xong, mình giải quyết xong, hòa thuận với nhau rồi, thì nói một vài lời công nhận cho người đó. Ví dụ như là rất là cảm ơn bạn hôm nay đã dành thời gian ngồi lại để giải quyết cái vấn đề này với mình. Mình rất là cảm ơn bạn vì bạn là một người biết lắng nghe, là bạn đưa ra được những thông tin rất là giá trị như vậy. Thì đó, khen bạn một vài câu. Rồi bạn hỏi thêm nhiều, đặt nhiều câu hỏi cho người ai trả lời. Tại sao bạn lại nghĩ như vậy? Tại sao bạn lại có cái góc nhìn như vậy khác với mình quá? Tại vì nhóm ai thích chia sẻ cho nên mình cứ hỏi đúng không chị? Đặc biệt là nhóm ai đó, họ rất là thích nói về bản thân họ, những cái gì họ nghĩ, những ý tưởng, những niềm tin, những quan điểm của họ, họ thích nói lắm. Rồi thì khi mà người ai nói nha, họ thích nói, cho nên là em sẽ phải chăm chú lắng nghe. Tức là nói chuyện với người ai là mình chỉ nghe và đặt câu hỏi. Đúng rồi, người ai thích nói nhưng không thích ngắt lời. Họ nói mà có thể họ nói cả ngày không biết mệt á. Nhưng mà khi họ nói, họ có nhu cầu người khác phải lắng nghe. Thật ra nếu mà xung đột xảy ra, họ nói, có nói nhiều về bản thân họ, thì mình cũng nên lắng nghe.
Cho họ thấy là họ được lắng nghe. Vậy thì không biết là chị có cái lời khuyên gì cho cái người nhóm ai khi mà họ đối diện với lại xung đột không? Chị thấy có một cái điểm yếu mà người A hay vấp phải, đó là xung đột giải quyết vấn đề này chưa xong, anh nói sang leo sang vấn đề khác, từ chuyện này dẫn tới chuyện kia, dẫn tới chuyện nọ. Thì người A rất có rất là nhiều ý tưởng, cho nên đó là cái bản năng tự nhiên của họ rồi, họ hay nói chuyện này leo qua chuyện kia rồi tùm lum một hồi, nó đủ thứ chuyện không biết phải giải quyết như thế nào. Cho nên lời khuyên đó là bạn đừng có đưa ra quá nhiều vấn đề trong cùng một cuộc tranh luận. Hãy kìm lại một chút, nói cái này xong rồi hãy nói tới những cái khác, mặc dù biết là nhóm ai có rất là nhiều cái chuyện cần phải nói ra. Một cái nữa đó là vì nhóm ai là một cái người các bạn thích được người khác công nhận, thích được tôn trọng, thích được vinh danh. Cho nên một lời khuyên đó là các bạn đừng bao giờ nghĩ là đánh giá bản thân mình cao hơn người khác. Các bạn sẽ thấy là mặc dù nói ra hay không nói, nhưng mà trong tâm khảm của nhóm ai là mình sẽ luôn luôn là cái rốn của vũ trụ, mình là trung tâm nhất của bữa tiệc đó. Thì họ luôn luôn nghĩ như vậy, cho nên nếu bạn có suy nghĩ đó thì hãy dẹp nó qua, bước lại. Đừng đánh giá bản thân cao quá so với những người xung quanh mình. Cảm ơn chị Loan Anh rất là nhiều. Một cái tip rất là hữu dụng cho những bạn thuộc nhóm ai khi mà đối diện với lại xung đột. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tip người kế tiếp, đó là nhóm S của nhóm chúng ta. S, đó là những người thanh thản trầm tĩnh. S là steadiness, là sự ổn định. Đây, nhóm người này cũng là một cái nhóm người khá là đau đầu khi mà các bạn muốn giải quyết xung đột với nhóm người này. Thì khi mà giải quyết xung đột á, không biết là giải quyết xong bạn có hài lòng hay không, bạn có bất đồng quan điểm, bạn có muốn nói nữa hay không cũng không biết luôn. Tại vì thật ra nhóm S là một cái nhóm người họ nói sao cũng được, tức là cái câu sao cũng được nó thiệt nha, chứ không phải là họ nói cho qua đâu, họ nói như vậy là thiệt. Tại vì họ luôn luôn đặt cái lợi ích của bản thân nằm sau lợi ích của tất cả mọi người, cho nên là họ muốn để mọi người nói ra trước rồi họ sẽ theo. Nhưng mà chính vì cái đó, nếu mà nó dồn nén lâu ngày quá thì nó sẽ tạo thành giống như là một cái quả bom nổ chậm vậy đó. Lúc nào cũng sẽ để cho người khác lên trước mình, đặt lợi ích của người xung quanh lên cao hơn lợi ích của mình, cho nên nó dồn nén lâu ngày thì dễ lắm là về nhà khóc thầm. Mình không có nói lên chính kiến của mình, không có lên quan điểm của mình, mình xung đột như vậy đó, ý mình thì cũng hay, nhưng mà mình không có nói lên, mình để người khác bày tỏ, cho nên tối về nhà là ôm gối khóc thầm. Theo chị thì có cái lời khuyên gì cho những cái bạn nhóm S không chị? Thật ra cái mà chị thấy nhóm S hay gặp phải đó là các bạn hay né tránh vấn đề. Các bạn không muốn giải quyết tại vì các bạn sợ xung đột. Nó đúng là sợ xung đột, sợ mất mối quan hệ, sợ gây tổn thương cho người khác, rồi sợ ảnh hưởng tới người xung quanh. Cho nên lời khuyên dành cho các bạn là đừng né tránh những xung đột. Tại vì thật ra xung đột nếu mà các bạn giải quyết đúng cách, giải quyết tốt và rốt rẽn thì nó vẫn mang lại cái lợi ích lâu dài hơn cho cái mối quan hệ của mình. Nếu các bạn thật sự quan tâm vào cái mối quan hệ đó thì các bạn càng phải giải quyết xung đột. Nếu như mà bạn cứ né tránh nó hoài thì những cái xung đột đó không có tự nhiên mất đi, nó sẽ chất chồng ngày này qua tháng nọ, rồi từ xung đột này nó sẽ đẻ ra thêm nhiều cái xung đột khác, và nó sẽ làm cho cái mối quan hệ nó càng ngày càng đi xuống. Nhưng chứ cái việc né tránh đó nó không phải là nó giúp cho bạn đâu. Nó chỉ có cái hiệu quả tức thời thôi. Ví dụ như bạn né tránh những cái người nhóm đi thì bạn sẽ tránh được những chuyện như đập phá đồ đạc chẳng hạn. Nhưng mà nếu bạn không quay lại, bạn giải quyết vấn đề đó khi mọi thứ nó đã nguội xuống rồi, bạn không ngồi lại bạn giải quyết thì cái vấn đề nó sẽ càng ngày nó càng lớn hơn. Cho nên là đừng né tránh. Với người nhóm S thì không né tránh. Vậy thì ví dụ như mình gặp xung đột với người nhóm S thì mình sẽ cần phải lưu ý những cái điểm gì khi mà nói chuyện với họ? Các bạn sẽ phải lưu ý một cái chỗ chị thấy, đó là mình phải chấp nhận rằng người S là một cái người cực kỳ chậm thay đổi. Và nếu như mà cái người nào người S mà cái tính họ quá nhiều, quá cao á, thì họ sẽ rất là bảo thủ. Cảm ơn chị rất nhiều. Xem vậy tưởng dễ nhưng mà thật ra rất là khó đối với nhóm người S. Vậy là mình đã qua ba nhóm người rồi, bây giờ mình sẽ đến với nhóm thứ tư, đó là nhóm C. Nhóm C có compliance hay là consensus này, sẽ là những cái người tuân thủ và những cái người tự vấn về bản thân họ rất là nhiều, đúng không? Nhóm này chắc căng hơn nữa, đúng không? Chị thấy nhóm nào nó cũng căng, em mới căng theo những cái cách riêng của họ. Thì đó, nhóm C là các bạn sẽ thấy là nhóm C là nhóm cái người rất là theo chủ nghĩa cầu toàn, đúng không? Mọi thứ cái gì cũng phải chính xác, phải có số liệu, phải có dữ liệu, phải có bằng chứng, và đặc biệt là phải có logic. Vậy thì không biết là chị có lời khuyên nào cho những bạn nhóm C khi mà đối diện với lại xung đột? Nếu mà nhóm C khi đối diện với xung đột hả? Chị nghĩ cái lời khuyên dành cho nhóm C đó là hãy nói ra cái suy nghĩ, cái chính kiến của mình.
Ý là bình thường các bạn nhóm C khi mà xung đột là họ không nói về cái chính kiến của mình hả chị? Không hẳn là họ không nói, nhưng mà họ dành thời gian suy nghĩ nhiều hơn. Họ sẽ dành thời gian để họ lắng nghe, họ thu thập thông tin, rồi họ suy xét vấn đề, họ đào sâu, họ phân tích vấn đề. Và trong một cái cuộc xung đột, bạn có thể thấy là mình đang đề cập tới vấn đề A đó, mình nói quá chừng luôn, mà người C thì họ cứ ngồi họ đực mặt ra, họ không có nói gì trơn, gật đầu nghe, biết rồi, nhưng mà họ không có nói lại là họ nghĩ cái gì, mặc dù trong đầu lúc đó họ đang nghĩ rất nhiều thứ, nhưng mà vì họ đang suy nghĩ, họ đang chưa có đưa ra được cái kết luận đúng chính xác như ý họ mong muốn. Cho nên là họ chưa có nói ra, họ không muốn những cái lời họ nói ra nó hư vô. Tức là một khi nói là phải chính xác 100%, phải có trọng lượng, phải đúng, phải không có được sai. Cho nên là khuyến khích người si hãy nên nói ra cái điều họ đang nghĩ, để người khác cũng hiểu được hơn về cái quan điểm, cái suy nghĩ, cái góc nhìn của họ trong cái vấn đề mà đang xảy ra xung đột là gì. Tính ra người si là một cái nhóm người khá là khép kín, gọi là rất rất là khép kín luôn. Họ có nội lực nhiều hơn. Thật ra cũng không phải là quá khép kín, họ sẽ rất là cởi mở với những cái người thân thiết với họ, những người mà đã thân rồi trong gia đình, hay là những người bạn thân của họ, thì đặc biệt là những người si với nhau, họ ngồi họ chia sẻ, họ trao đổi về một vấn đề gì đó, thì họ sẽ bổ sung cho nhau rất là nhiều luồng thông tin thú vị. Cho nên là khi mà xung đột xảy ra thì người si nên nói lên một vài điều về cái chính kiến của mình. Thật ra đó cũng chỉ là cái góc nhìn của chị thôi nha. Chị cũng không biết là 100% những cái người si họ sẽ, không chắc chắn là 100% họ sẽ như vậy đâu. Nhưng mà góc nhìn của chị khi đối với những cái người mà cần chính xác, cần tập trung gì đó, thì khi mà các bạn nói chuyện với họ đi, thì các bạn sẽ phải cung cấp thông tin rõ ràng nè. Thì họ cũng sẽ là cái người lấy thông tin đó. Và cần đối với, nếu mình là người si thì mình vẫn phải chia sẻ ra những cái gì suy nghĩ trong lòng của mình. Và bên cạnh cái việc đó thì nếu bạn là một người si á, thì Tâm cũng có một cái lời khuyên dành cho bạn, đó là bạn không có nên cầu toàn quá, không nên đòi hỏi mọi người phải nhìn vấn đề như cái cách mà mình đang nhìn. Không phải ai cũng có cái khả năng siêu phàm như bạn là nghiên cứu và suy nghĩ và suy luận vấn đề một cách logic và chính xác như vậy. Cho nên là hãy học cách để nhìn những anh em, những bạn bè, những người xung quanh của mình, họ là những người khác với mình, để mình hiểu là cái tiêu chuẩn của mình đôi khi nó quá cao. Và đừng có bắt người khác phải chính xác 100%, phải hoàn toàn đúng, phải hoàn toàn logic như mình. Thì chính những cái điều đó có thể làm cho người khác cảm thấy khó chịu, và nó làm cho cái xung đột nó càng ngày nó càng cao hơn nữa. Rất là khó để mình có thể tập trung mình giải quyết cái vấn đề cho nó xong. Dạ, vậy đó là những cái cách để mà người si có thể khắc phục. Vậy thì khi mà mình nói chuyện với cái nhóm người si này thì mình cần phải kìm lại điều gì, hoặc là cần phải nói chuyện với họ như thế nào hả chị? Thật ra thì nếu bạn muốn chinh phục người si thì cũng dễ thôi. Họ là những cái người khao khát kiến thức, khao khát thông tin. Cho nên nếu mà trong cái cuộc xung đột á, thì bạn hãy cho họ một cái cơ hội để họ tiếp cận được với những cái thông tin chính xác, rõ ràng. Càng đầy đủ thông tin để cho họ góp nhặt cái kiến thức thì càng tốt. Và những phải tập trung vào những cái gì mà nó có liên quan tới cái cuộc nói chuyện đó. Đừng nói dông dài, đừng nói lan sang những vấn đề khác. Là cái thứ nhất. Thứ hai là bạn hãy cho họ một cái cơ hội để họ được thể hiện cái kiến thức chuyên môn của họ. Tức là cho họ thời gian nói. Họ nói, nhưng mà không phải là họ nói nhiều như người ai nha. Họ phải nói về bản thân họ, không phải nói về những cái gì họ tự hào về họ, nhưng mà họ sẽ cần để nói về những cái gì họ đã nghiên cứu, đã tìm hiểu, đã chứng minh được. Hãy cho họ nói về những cái thông tin giá trị đã trước đã. Thì lúc đó thì họ mới thấy là họ đã được đưa ra được những cái thông tin mà họ cần phải nói rồi. Thì cái nhu cầu của họ lúc đó đã được phần nào được đáp ứng rồi, thì họ sẽ đồng ý để cho bạn nói tiếp những cái quan điểm của bạn. Và cũng có một lưu ý là người si thì họ ít có cái nhu cầu kết bạn hay là thiết lập những cái mối quan hệ mang tính xã giao á. Cho nên là bạn cũng không cần phải quá tập trung vào cái chuyện là nói với họ về những cái chuyện là bây giờ mình phải giải quyết vấn đề này để mối quan hệ này của chúng ta nó sẽ thêm kháng khích hay gì đó. Thì có thì cũng tốt, nhưng mà nên tập trung vào cái công việc và cái vấn đề mà chúng ta đang giải quyết hơn là tập trung vào cái mối quan hệ, vì cái nhu cầu của họ là giải quyết cho xong vấn đề. Thật sự là khi mà mình hiểu được cái tính cách của những cái người xung quanh mình thì rất là dễ để mà có thể tiếp cận họ khi mà xảy ra xung đột, đúng không chị? Thật ra thì nói dễ thì nó không dễ. Tại vì chúng ta biết là một chuyện, nhưng mà mình áp dụng vào trong thực tế nó như thế nào. DRC thì nó không chỉ là tính cách mà nó là cái hành vi. Cái hành vi mà chúng ta bộc lộ ra bên ngoài với người xung quanh như thế nào, và mình hoàn toàn có thể thay đổi được. Nhưng mà nếu bạn muốn thay đổi thì bạn sẽ phải tập luyện
Nói điều này chắc mấy người S không thích đâu nhỉ. S sẽ không thích thay đổi. Cho nên là nếu bạn muốn xây dựng những cái mối quan hệ của mình tốt hơn, các bạn muốn tập trung vào cái vấn đề công việc mà mình giải quyết tốt hơn, thì bạn phải học cái cách để mà mình giao tiếp hiệu quả nhất đối với những cái người xung quanh mình. Và đặc biệt là trong cái tình huống xung đột, mình phải nhớ là nhu cầu của từng cái nhóm tính cách đó, họ sẽ có cái nhu cầu gì để mà mình điều chỉnh cái hành vi của mình nó phù hợp hơn. Dạ em hiểu rồi. Mà qua đây á, em mới nhận thấy rằng là đôi khi á, tức là xung đột nó luôn luôn sẽ xảy ra, nhưng mà cái vấn đề xung đột nó không được giải quyết, đâu đó nó sẽ nằm ở cái việc là mỗi người chúng ta không có hiểu cái tính cách của... Em cảm ơn chị Lê Anh rất là nhiều. Vậy là qua những cái giây phút ngắn ngủi vừa rồi thôi thì chúng ta đã được cùng nhau tìm hiểu rất là nhiều điều bổ ích thông qua cái bốn nhóm tính cách DSC này. Thì chúng ta đã được biết thêm về định nghĩa của xung đột là gì nè, và với mỗi tính cách, với mỗi nhóm người thì sẽ có cách phản ứng ra sao và cách giải quyết như thế nào khi xung đột xảy ra, đúng không ạ? Vậy thì đâu là cách để giải quyết xung đột cho tất cả chúng ta mà ai cũng có thể làm được? Và để biết thêm về câu trả lời này thì xin mời quý vị chúng ta cùng đón xem tập 2 của podcast này nhé. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình có hạn, mình phải nói lời tạm biệt với quý vị và các bạn rồi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong podcast lần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả.